Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2021, Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá xoài để quý bà con mình tham khảo. Giá hôm nay cụ thể như sau: xoài cát Hòa Lộc loại 1, hàng đẹp lựa từ 25 đến 30.000 đồng một ký, cát Hòa Lộc loại 2 từ 15 đến 20.000 đồng một ký, cát Hòa Lộc Muso từ 20 đến 24.000 đồng một ký, xoài cát Chu 6.000 đồng một ký, xoài keo loại 1 8.000 đến 9.000 đồng một ký, xoài keo Muso từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký, xoài Đài Loan xanh và vàng loại 1 giá 5.000 đồng một ký, xoài Đài Loan xanh và vàng Muso 2.000 đồng một ký, xoài Đài Loan cốc là 1.500 đồng một ký. Trên đây là giá xoài của ngày 8 tháng 6, quý bà con mình tham khảo nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nhà Nông Miền Tây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.